Rồi, cuốn lại. Nè, con ăn đi. Anh kêu em ăn hả? Ủa, chị My. Ai kêu cô? Tâm My. Sao tự nhiên cô mặc ở đây vậy? À, em hiểu rồi. Để em vô ngồi ăn chung với hai người nha. Hả? Tiếng ơi. Tiếng ơi, có thằng nhỏ à. Đi học về sớm. Đàn bà con gái gì? Ăn xong hãy nói. Vừa ăn vừa nói văn lúm la ăn được nữa. Cái gì vậy? Tại vì tính tôi á, thằng thích làm nhiều việc cùng lúc. Ý là đang đói bụng á, đi học giờ đói bụng muốn chết cũng mang cái hăng rồi. Nóng quá. Từ từ đói bụng quá điểm nổi. Chưa thấy ai phụ nữ như cô luôn á. Chị ơi, cho em chai rượu gạo. Cái gì? Tôi kêu trà đá rồi mà rượu gạo gì nữa? Trà đá cái gì? Ăn thịt nướng phải uống rượu gạo mới ngon. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Thử này ngon lắm. Em không dám uống đâu, em sợ say lắm. Không có say đâu em, cái rượu gạo này nhẹ hèo à. Nè, ly đầu tiên nha, uống 100% cho chị. Cái gì 100%? Đây, rót đầy hết 100%. Con không biết uống á, đừng uống nữa chưa. Mắt công á, con uống vô rồi sẽ trở thành cô gái bãi biển như ai kia đó. Vô duyên quá, tự nhiên đi biêu riết bằng tay vậy. Vô, 1, 2, 3. Em sợ say quá. Không có say đâu nghe lời chị, nhanh lên, ngon lắm nè. Thơm quá, 100% nhắm thôi chị giận á. Con uống được, đừng uống nha. Uống được không sao đâu, nhẹ hèo, 2, 3. Vô, uống đi, 100%. Trăm phần trăm chưa? Ngon. Uống thêm vô. Đừng nghe lời cổ, uống được đừng uống con. Uống vô. Đó, ăn thịt nướng là phải uống rượu gạo vậy mới ngon chứ. Chị ơi, công nhận cái này ngon quá hả? Đây, chị đó, thêm gì đó thêm cho. Đó. Nè, có uống được uống. Mới lần đầu uống mà rành quá ha, ngon quá nữa. Ngon lắm á cậu. Ngon lắm á. Đây nè, ăn thịt con uống miếng nữa à. Uống miếng nữa thôi. Anh cũng uống luôn đi. Thôi đi uống trà đá anh kia. Mất công trở thành người cô gái bãi biển. Chú có thêm cái miếng thịt này nó mắc cười không? Con nói gì vậy? Miếng thịt có mắc cười gì đâu. Có mà. Con có sao không vậy? Đã nói rồi, không uống được thì đừng có uống. Học theo người ta chứ không biết nữa. Chị My, chị đừng có nhìn em. Mặt chị hề quá. Mặt chị có hề đâu hề. Em đi vệ sinh nha. Trong đây nè. Con sao không vậy? Ê, con sao? Không sao. Trời ơi, đã nói rồi, không uống được thì uống. Chân nghe quá sao không vậy? Tao bị đến nè rồi. Có sao không vậy? Chào em. Nó dầu sức cho nó đi. Chạy. Cái gì nữa mà chị, uống không được đừng uống. Uống là khóc mà khoái uống lắm. Em có sao? Được rồi, cô được xin lỗi rồi. Người chính tâm xin lỗi. Được rồi, bình tĩnh. Ủa cậu? Gì vậy cậu? Bây giờ con giữ hai người này giùm cậu nha. Bây giờ họ say quá rồi, đi con ra cậu lấy xe. Con giữ hai người này hả? Ừ. Lẹ. Rồi, cậu đi nha. Ơi, cậu! Cậu đi nha. Ơi! Ai ơi! Ủa cái gì vậy? Dí thơ thơ. Cô sao vậy? Đau. Đau hả? Cố gắng đứng dậy đi. Ôi, dầu sức nhau. Ôi, dầu sức nhau. Nhân
đẹp quá. Đi đâu vậy? Ừ. Đi lên cậu bé Quyên dễ thương quá. Mà cái cây dễ thương quá. Nè, mỗi lần chị xỉn là chị như vậy á hả? Ơi nè chị. Ôi hả? Ôi thôi đừng ngồi lên xe nha, đợi đi, gán đi, gán đi, đừng ngồi lên xe. Chạy nhanh nha cậu ơi. Thì làm cái gì vậy? Ơi, nè nè. Đi vô đây, nguy hiểm lắm. Đi vô, nguy hiểm lắm, cúi đầu xuống, đi vô. Nguy hiểm đó. Ơi, đút cái đầu vô, nguy hiểm lắm. Cô, đút cái đầu vô. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. Gia đình là số 1, oh, oh, oh.